Chào các bạn. Video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thay ruột bơm và chỉnh kim của máy 24. Mời các bạn theo dõi nhé. Các bạn tháo kim với để bơm ra cho mình nhé. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nắp và thay và chỉnh một cách chi tiết nhất cho các bạn. Trước tiên các bạn tháo cái bơm này ra thì cài nó vào đây. Cài này cứ trước khi tháo nó rút bơm ra thì hãy vặn nóng cái con ốc ở đít bơm này ra trước. Vặn nóng này. Thế xong rồi mình tháo ra ngoài. Dễ vặn hơn. Các bạn lưu ý cho mình nhé, khi tháo cái kim này ra nhé, đây này, nó có hai cái chốt này, các bạn lưu ý nhé, không là nó rơi mất nhé. Thì đối với các bạn, nếu mà các bạn tháo cái kim này ra này thì để mà xúc dứa đấy, thì mình cứ tháo đến đâu thì nhớ đến đấy nhá, mình tháo đến đây là có cái gì thì ra trước thì mình sẽ nắp sau các bạn nhá, thì nhớ. Đấy, các bạn tháo ra thì các bạn rửa sạch sẽ đi nhé, rửa sạch sẽ bằng dầu đi nhé, xong rồi các bạn nắp vào nhé. Đây là tống bơm nhé, thì các bạn gậy cái phanh này ra, nó cũng như mọi tống bơm của máy 15 hoặc máy D8 thì cũng vậy, 20 hay 4 thì cũng như nhau, nó cũng có một số, nó cũng có cái không có cái gì là khác nhau nhiều. Gần như là cái khuôn này là như nhau nhé, cái khuôn này là cái khuôn nắp ốc này là y như nhau. Rồi các bạn cứ tháo nó ra, các bạn cứ tháo đổ hết nó ra, rồi đem đi rửa sạch sẽ đây nhá các bạn. Rửa sạch sẽ đi, xong là ta sẽ tiến hành lắp ráp nhé. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn nắp ruột bơm và nắp kim nhé. Thì mình sẽ nắp kim cho các bạn xem trước này. Kim đây, kim mới này. Tay đây các bạn lưu ý nhé, hai cái chốt này. Đấy, nó có một đây, cái kim này nó có 3 lỗ, nhưng mà 2 lỗ to và 1 lỗ nhỏ. Cái lỗ nhỏ thì nó là cái lỗ dầu. Dầu đi vào kim. Còn hai cái lỗ to này thì ăn với hai cái chốt để định vị kim. Các bạn nhá.
Thì các bạn phải lưu ý đấy, lưu ý khi tháo ra là không được để làm rơi mất hai cái chốt này nhé. Rồi các bạn siết siết chặt vào nhé. Lại vì nhờ vào con mặt máy này để siết cho nó thật chặt vào. Đây, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái nắp cái ruột bơm cao áp này nhé. Thì đối với dòng máy 20 và 24 mình nói này nhé, riêng về bơm và kim phun hệ thống bơm dầu nhé, của máy 20 thì nó máy 20 và máy 24 là nó chạy chung nhé các bạn, nó chạy chung cái bơm và kim này, không khác nhau tí nào. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp cái bơm vào nhé, thì nó và nó có khác so với dòng máy 10 năm này, 8, 9, 10 này, là nó khác. Đấy, nguyên lý hoạt động nó cũng như nhau nhưng nó khác nhá. Nó khác là vì là nó không có cái con ốc chí ở hai cái bên cạnh của tổng bơm, nhưng mà nó lại có cái chốt. Đây, có cái chốt định vị đây để nó, để khi mình đưa cái ruột bơm này vào là nó sẽ cài vào cái khe này. Đây các bạn, đấy nó các bạn nhìn thấy chưa? Nó chỉ nhú ra một một chút xíu ở ở trong cổ bơm kìa. Đây nha các bạn nha. Mình làm sao mình thả được cái bơm này vào làm sao cho nó đúng vào cái khe này là được. Đấy. Thì các bạn cứ thả nó vào xong này. Xong này các bạn xoay. Bạn lấy hai ngón tay chống ở đầu xoay mà nó có độ dắt là được. Rồi. Đấy. Tiếp tục là đến van chuyển hồi nha. Đây nhá các bạn. Đây các bạn nắp như này. Đấy. Nắp này xong này đưa thông bơm vào. Đấy, nó thế này đây. Xong rồi mình vít siết vào cái vít cái bơm này. À đây và đây. Các bạn lưu ý nhé, ở cái con ốc đít bơm này nó có cái dòng cao su ở đây nhá. Nếu mà trường hợp mà nó bị đứt ra nhá là các bạn phải đi, các bạn phải quấn bằng tan vào đây nhé, không là dầu nó sẽ ra đấy. Đấy, ở đây nó có dòng cao su đây này. Rồi sau đó đến phần nắp ống răng và lại và cái con sâu này nhá, cái thanh răng này nhá. Đây nhá, thì cũng như mọi máy thôi, thế nào nó cũng có cái một cái chốt, nó một cái dấu. Đấy, các bạn thấy chưa, thì nó cũng cái thanh răng này nó cũng có một cái dấu, nhưng mà cái dòng bơm bơm của máy 24 này thì nó có cái điểm khác là nó. Đấy, các bạn thấy rõ chưa, ba dấu của nó lại ở như này, cái khe này. Đấy, thì so với dòng máy 10 năm với máy 9 10 và 8 thì máy 9 10 và 8 thì nó nằm như thế này, nó nắp như thế này, nhưng mà 20 24 và 30 thì nó lại nắp như thế này, nó lại dọc như thế này, nó không nằm ngang như là bơm bơm kia nhá. Thì đây mình hướng dẫn cho các bạn xem, đây này, đây là cái dấu của cái bơm này, nó sẽ ăn với ăn ba dấu, nó ăn trùng nhau luôn nhá. Thế khi nắp vào nó này,
các bạn thấy không, ba dấu nó sẽ trùng với nhau. Đấy. Đây này, à, các bạn thấy rõ chưa, ba dấu nó sẽ trùng nhau như này. Rồi. Rồi. Chưa được. À, các bạn nhìn rõ chưa? Đấy. Đấy, phải nắp đúng dấu như thế nha. Thế xong rồi đến những độ nò xo này. Nắp nò xo vào này. Sau đó lại nắp bơm mà thôi. Thì nó khác với bơm của máy. Nên là bây giờ là nắp dựng, nắp dọc lên thế này. Cái nỗ này cũng lại nó như lên. Đấy. Thế thôi. Và các bạn đẩy vào, nếu mà nó chống nó không vào được nhé thì lại di chuyển cái ống răng này đấy. Cái di chuyển nó trượt vào cái khe đấy là nó sẽ vào này này. Các bạn giữ nguyên rồi các bạn nắp con đội vào. Và cũng như mọi tổng bơm khác là nó cũng có con chốt ở đây. Cài chốt vào. Cài chốt vào là xong. Rồi, cài phanh vào. Đấy, nắp xong thì lại kiểm tra ga này chặt trơn là được. Bây giờ mình sẽ thử cho bạn xem nhá, mình sẽ kiểm tra con phun này nhá, cái phun này nhá. Rồi khi các bạn nắp bơm xong nhá thì các bạn nên mồi dầu vào bơm xong rồi, sau này các bạn dỗ bơm cho nó dầu nó lên đi đã, thì cho nó yên tâm. Lỗ bơm này các bạn cho mồi dầu vào đây và các bạn bịt tay vào, bạn kéo càng ga, kéo ra thế này là ga nhé, còn đẩy vào này là hết ga nhé. Đấy, thì các bạn kéo ra này và các bạn dỗ, khi nào dầu lên là được, là nắp. Đấy, dầu lên rồi nhá. Đấy, khi nắp thì mình lại đưa nó về giữa này. Đấy. Đây nhá các bạn nhá. Khi các bạn nắp đưa vào đây thì các bạn tìm cái càng ga, sờ cái càng ga bên trong nó có cái khe. Mình đưa vào chính giữa. Thì mình sẽ nắp bơm vào được. Đấy. Đấy. Bạn thấy chưa? Rồi sau khi nắp bơm vào nhá thì các bạn lại phải siết con ốc, siết lại cái con ốc ở đít bơm này vào nhá, cho thật chặt nhá. Lúc vừa mình siết chưa nắp vào máy thì mình chưa không siết được chặt, giờ phải siết thật chặt. Và đồng thời là phải động cả cái càng ga này, nếu mà nó không bị kẹt bơm là được các bạn nhá. Đấy. Thế rồi thì mình sẽ đưa dầu vào, đưa dầu vào thì phải nhớ phải xả e nhá. Giá cho hết bọt đi nhá, thì vì rồi bây giờ đến cái phần mình kiểm tra bơm nhá, kiểm tra kim, chắc chắn là mình dỗ nó đã ra rồi thì chắc chắn là nó sẽ ra rồi, mình đặt ống dầu vào. Thì bây giờ mình cứ quay cho nó dầu cái ra cái ống cái TO này đi nhã nhá, rồi mình nắp kim. À đó, dầu ra rồi các bạn, dầu ra đấy nhá, thì mình lại phải kiểm tra lại một lần nữa, mình vẫn quay và mình nâng cái càng ra lên, nếu mà dầu nó không ra nữa thì với là chuẩn, thì đây các bạn nâng này, dầu nó không ra nữa rồi nhá. Đấy các bạn ấn càng ga xuống mà nó ra thì nó không bị vù ga nhá, không tránh trường hợp mình nắp sai cái ở tổng bơm này là nó bị vù ga đấy, nếu mà nâng lên mà nó dầu nó vẫn ra là nó là vù ga đấy. Đấy rồi bây giờ mình nắp kim rồi nhá,
nóc kim mà mình thử cho các bạn xem nhé, xem là nó được chưa nhá. Các bạn lưu ý nhá, kim mới này chưa chắc là được nhá, kim mới là đấy, nhưng mà mình làm nhiều rồi 10 cái là chỉ được 7 cái thôi, còn 3 cái là không được. Đó thì mình sẽ thử cho các bạn trực tiếp đây kim mới nhá. Các bạn ở nhà nóng cái con ốc này ra cho nó dầu nó ra đi đã, cho nó dầu nó ra đi đã, xong rồi mới chỉnh, xong rồi mới siết vào sau. Đó các bạn thấy không, đây cái kim này là dòng kim thường thường là máy 24 là nó chỉ có 4 tia thôi. Thế thì cũng có loại nó nắp 5 tia, 5 tia thì thường thường là người ta nắp cho, để nắp cho máy 30, 28, 30 nhá. Bây giờ rồi mình siết nhá nhá. Đó, kim đấy các bạn thấy chưa? Dép rồi đấy, tổng bơm đã nén là căng căng lắm rồi đấy. Các bạn kia thấy tiếng máy nó trống không? Kim này là vẫn đi nhá các bạn này. Các bạn có nhìn rõ không biết? Xem nào. Chỉnh lại cho cái bó này ra cái này rồi. Đây mình sẽ cái này vẫn chưa được. Rồi, mình sẽ thử cho bạn nhé. Đấy. Nha, bây giờ này này, xem nào. Đấy, kim này vẫn đi này các bạn này, thấy chưa? Rồi giọt này, kim mới nhá. Đấy. Đó, phải quay tốc độ nhanh rồi giọt nhé các bạn nhé, nhìn chưa, rồi giọt này đó. Đấy, không được tơi kim mà không tơi, với lại thứ hai nữa là nó không phát ra tiếng kêu, chưa có tiếng kêu thì là kim đấy này. Bây giờ thế này, đâu có kim cũ đâu ông. Đây nha các bạn, cái kim cũ lúc vừa ở máy là mình. Cái máy của mình đây này là cái máy của mình là nó vẫn chạy ngon, là chạy bình thường các bạn nhé. Nhưng mà đây là mình làm video để hướng dẫn cho các bạn cách chỉnh kim và nắp bơm. Và để mà làm sao biết được kim nào là đạt chất lượng nhé. Nên là mình chỉ video hôm nay là mình chỉ hướng dẫn cho các bạn cách nắp bơm này và chỉnh kim. Thế thôi nhá, chứ mình không làm máy nổ nhá. Mình đây là máy của nhà mình, là máy cũ nhưng mà nó vẫn chạy bình thường, còn đây là cái kim cũ. Còn đây là cái kim mới thì bây giờ đấy các bạn vừa mình thử cho các bạn thì các bạn thấy đấy, nó ra dầu, nó chưa được tơi mà nó chưa phát ra tiếng kêu. Thì bây giờ mình lại nắp lại cái kim cũ cho các bạn xem nhá. Đây mình sẽ nắp lại. Mình sẽ tháo ra. Mình tháo ra và nắp lại. Đấy, kim này là vứt đi rồi nhá. Mình làm lần hao kim là rất là nhiều. Nắp lúc lấy 10 cái là chỉ được có 7 cái thôi. Đấy, mình sẽ nắp lại kim này cho bạn xem nhé. Bây giờ mình tiếp tục mình lại nắp vào, mình thử cái kim cũ này cho các bạn xem này.
Đấy. Mình vừa vặn và chặt nữa này. Rồi. Thử nha. Đấy. Cứ để ra đi. Thế xong mình lại xiết vào dần dần. Để các bạn thấy chưa? Mình vừa mới xiết được có một phần tư gen thôi mà nó đã phát ra tiếng kêu rồi nhá. Đấy, đây là mình tiếp tục mình xiết rồi. Thấy chưa? Đây là kim cũ thôi nhá. Đấy. Các bạn thấy chưa? Đấy, nó phải như thế này. Thứ nhất là bốn tia nó phải đều, mình phải quan sát nó phải đều như nhau. Đấy, và nó phát ra tiếng kêu như thế là được nhé. Còn mình đến đây là tạm dừng nhé các bạn. Các bạn xem video nếu thấy hay thì hãy like, đăng ký kênh, ủng hộ mình nhé. Thôi, chào các bạn.